Tôi đã đến với kênh của Nhi. Hôm nay Nhi làm bánh bao cho các bé hình chưa cúm con rất là dễ thương. Thì bánh bao này Nhi làm bằng bột mì đa dụng. Các bạn hãy vào bếp làm cùng với Nhi nha. Và các bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của Nhi mà chưa đăng ký kênh của Nhi, hãy đăng ký kênh Nhi và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Nhi nhé. Và đây là những phần nguyên liệu để mình làm món bánh bao hình cúm con hôm nay cho các bé. Nhi có đây là 300 g bột mì đa dụng. Thì Nhi lượng cái cúp là được 2 cúp chứ nửa muỗng ăn canh đó. Nhưng mà trong nấu ăn mình dùng cái cân thì nó sẽ chính xác hơn là cái cúp. Và sau đó mình phết cái lỗ chút xíu gì nè, như cho vô 5 men gam, tại vì gam men này mình cho trực tiếp vô bột, mình không cần kích hoạt chứ. Và mình lắp lại để khi mình cho muối nó không có trực tiếp dính vô trong trong men. Và là mình cho vào 50 g bột bắp là 1 muỗng rưỡi ăn canh, và 60 g đường cát là 3 muỗng rưỡi ăn canh. Mình quậy cho cái hỗn hợp này nó đều. Và sau đó Nhi cho vô là 80 ml sữa tươi và 100 ml nước lạnh, nhưng mà mình chừa lại một miếng nha, để một hồi mình nhồi bột coi nó có khô hay ướt mình hãy cho thêm. Và bây giờ mình nhồi bột với tốc độ số 1, mình nhồi trong vòng 1 phút trước. Và sau đó Nhi cho vô đây là 1/4 muỗng cà phê muối, mình nhồi với tốc độ số 2 rưỡi trong vòng 5 phút. Và lúc này mình coi cái bột nó khô hay ướt mà mình cho nước thêm nha. Thì cái bột hơi khô như cho nước thêm hết vô là tổng cộng nước với sữa là 180 ml, và mình đánh với tốc độ 2 rưỡi trong vòng 5 phút. Thêm 5 phút nữa và sau đó mình tắt máy. Và như cho vô đây là 2 muỗng ăn canh dầu ăn. Và mình tiếp tục mình đinh đi đánh bột trong vòng 3 phút với tốc độ số 2. Và sau 3 phút thì mình lật cái bột lại và mình cho bột nghỉ 5 phút. Và sau 5 phút thì mình lại tiếp tục đi nhồi bột với tốc độ 2 rưỡi trong vòng 5 phút nữa. Và mình tắt máy thì cho tùy vào nhiệt độ, cái độ mạnh hay yếu cái máy mình mà mình đánh nha. Và cái bột mình đã đánh xong thì nó mềm và nó cái bột nó rất là dẻo. Thì mình cân cái bột này và mình chia ra làm hai phần. Thì mình làm màu trắng mình dùng bọc plastic mình bọc lại, còn này phần này nhìn như làm phần chocolate, như cho cái phần syrup chocolate đó, thì như cho vô mình không như không có lường, mình cho cái phần này mình cho vào mình nhồi đến khi nào mà cái bột mình thấy cái màu mình được mình đen theo ý mình là được rồi. Và bột mình đã nhồi xong rồi á thì mình lại căng cái bột này lại. Và Nhi căng lại được 326 g thì mình chia cái bột này ra 10 phần. Thì mỗi phần Nhi sẽ chia từ 30 g tới 33 g là được. Và cái phần bột trắng thì nó hơi ít hơn nên mỗi phần bột trắng chỉ có 28 g thôi, Nhi cũng chia ra 10 phần luôn nha. Và sau đó mình dò tròn lại từng phần và mình đậy bọc lại, mình cho bột nghỉ trong vòng 20 phút tới 30 phút. Và bột đã nghỉ xong thì mình đi làm bánh nha. Nhi làm hết phần màu trắng rồi, còn cái phần chocolate lại Nhi làm để cho các bạn thấy. Thì một phần bột với là mình cán bột ra mình cắt để mình đi tạo hình cái phần đầu của chú cúm á. Và cái phần nối bột lại á, thì mình nối cho nó hơi chắc để lúc mình hấp á, nó không có bị bung ra. Và mình chỉnh cái phần đầu nó đã tròn rồi thì cái phần bột thứ hai mình chỉ xe ra thôi, mình xe ra cái độ nó dài cỡ hơn một ngón tay của mình và mình cắt chính giữa. Nhưng mà mình cắt mình chừa lại cái phần nối nó nha, mình không có cắt đứt hết. Và mình dùng cái nĩa để mình làm cái những cái ngón chân, giống như những ngón chân nó gì nè,
và mình để cái đầu lên, thì lúc này các bạn có thể dùng tiêu hay là hạt đậu để làm mắt và mũi. Nhưng con gái Nhi nó thích chocolate nên Nhi chấm sao. Và bánh mình cũng đã làm xong rồi, thì mình đi hấp bánh, nước đã sôi rồi mình cho bánh vô mình hấp trong vòng 15 phút, mình dùng cái khăn mình đậy lên để thời gian hấp bánh nước nó không ngõ xuống. Và bánh mình cũng đã sao hấp xong hết rồi. Đây là phần chocolate, phần dark chocolate đó, mình cho vô nước nóng để cho nó chảy ra. Và mình đi design phần mắt thì các bạn có design theo kiểu nào cũng được nha, hoặc là vẽ theo giống như Nhi cũng được, tùy ý của mình, cái nào mình làm cho nó đẹp, cho các bé nó vui nó thích là được rồi. Hôm nay Nhi có mướn một cô đầu bếp nhí nè, vô phụ mà chưa phụ gì hết là đã ăn hết một cái rồi á. Và bánh mình cũng đã làm xong rồi nè các bạn, con gái Nhi nó ăn hết hai cái rồi, nhìn rất là dễ thương á. Thì nếu như các bạn yêu thích món bánh này thì vào bếp làm cho các bé nhỏ mình ăn nha, các bé nhỏ sẽ thích. Với món bánh bao như vậy thì bánh bao cho bé nhỏ là chỉ không có nhân. Thì nếu như các bạn thấy video của Nhi hay á, thì cho Nhi một like và một lượt chia sẻ nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.